Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chuyên mục Tôn giáo và đời sống. Tuần này thì mục sư Đặng Ngọc Kim đến từ Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp trên đường Boone vùng Southwest Houston sẽ trở lại với chương trình trong một chủ đề được nói là tại sao tin cậy vào Kinh Thánh. Đây một chủ đề chúng tôi cho rằng là khá sâu và phải cần sự chia sẻ để chúng ta mới có thể hiểu được. Thì hôm nay hy vọng chúng tôi sẽ mang lại những cái thông tin và những kiến thức căn bản nhất tại sao những tín hữu tin lành tin cậy vào Kinh Thánh, và đó cũng là một cái mảng để những người không phải là tín hữu tin lành chúng ta lắng nghe để có thêm kiến thức hiểu biết về tin lành. Trước hết xin chào mục sư Đặng Ngọc Kim ạ. Chào quý khán giả và chào Hưng Yên. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì nói tới Kinh Thánh đó thì hình như là ai cũng biết về hai chữ Kinh Thánh. Chúng ta thường nghe là Tân Ước và Cựu Ước, mà thậm chí là nhiều người, ngay cả Hưng Yên, để hiểu sâu vào thế nào là Tân Ước, thế nào là Cựu Ước và khác nhau làm sao, thì thực ra cũng thú nhận là chưa hiểu nhiều lắm, chỉ hiểu một cách rất là mơ màng thôi. Tuy nhiên hôm nay thì tiện thể mở đầu câu hỏi rất căn bản nhất, xin hỏi mục sư Đặng Ngọc Kim là ngoài Tân Ước và Cựu Ước có loại Kinh Thánh nào khác nữa không ạ? Hay chỉ có hai loại đó thôi ạ? Khác nhau làm sao ạ? Thật ra Kinh Thánh là tuyển tập của 66 sách, cho nên Cựu Ước là phần nói về giao ước cũ mà Chúa đã thiết lập với dân Israel, dân Do Thái, và phần Tân Ước là phần mà Chúa thiết lập với còn cái Chúa sau Chúa Giêsu sau này. Cho nên Cựu Ước là nói về giao ước trước Chúa Giêsu, và là của Thiên Chúa, giao ước mà Chúa lập trước Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Còn Tân Ước là giao ước mà Chúa lập sau khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người và hoàn thành sự cứu chuộc. Như vậy chỉ có hai cái đó thôi, hai loại đó thôi. Còn ngoài ra không còn cái khác phải không ạ? Đúng. Dạ vâng. Theo đối với Tin Lành thì là như vậy. Dạ vâng. Để hỏi thêm để cho mà chúng ta có thêm kiến thức thêm một chút, như vậy là Kinh Thánh là có hai loại như vậy, thì như vậy Cựu Ước là ai viết, Tân Ước là ai viết, và hoàn cảnh viết thế nào, những ai viết ra, và có bao nhiêu loại Kinh Thánh, có gọi là có bao nhiêu người viết? Để trước khi mà trả lời câu hỏi đó của Hưng Yên thì chúng ta trở lại cái căn bản của câu hỏi là tại sao tin cậy Kinh Thánh. Dạ vâng. Thì để mục sư trả lời ngắn gọn trước rồi sau đó chúng ta sẽ nới rộng ra. Dạ vâng. Mở rộng ra thì tại sao tin cậy Kinh Thánh? Vì Kinh Thánh là lời của Chúa, có nghĩa Đức Chúa Trời là tác giả chính. Chúa sử dụng tác giả loài người để viết Kinh Thánh, mà Ngài chính là tác giả chính. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc soi dẫn. Dạ vâng. Cho nên Kinh Thánh là bất khả ngộ, có nghĩa là bởi vì là lời Chúa, Kinh Thánh không thể sai lầm được. Và khi nói Kinh Thánh không thể sai lầm thì chúng ta ám chỉ đến bản nguyên văn trong tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp mà Kinh Thánh được viết, tức là không có lỗi lầm, mỗi chữ cũng như mỗi ý đều chân thật. Đó lý do tại sao mà chúng ta tin Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chính là lời Đức Chúa Trời. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì lỡ dở câu hỏi hồi nãy thì chúng tôi tạm gác lại cái câu hỏi đó tí, tiện thể câu hỏi của mục sư, câu trả lời của mục sư Đặng Ngọc Kim là Kinh Thánh là chính xác, là không có lỗi lầm, không có một chút gọi là cái sai nào, phải không ạ? Như vậy bây đặt ra câu nói của mục sư là Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa. Đúng rồi. Như vậy lời của Thiên Chúa là lời Thiên Chúa nói khi nào, ai viết ra và viết ra làm sao, mà viết nhiều như vậy là viết lúc Chúa nói, hay là lúc Chúa nói với mọi người rồi người khác nghe ghi lại? Đại khái là xin mục sư chia sẻ lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, thì lời đó là lời gì, viết từ đâu, lúc Thiên Chúa nói, rồi ai là người ghi lại, ai là người nhớ, hay là Thiên Chúa mặc khải, chúng ta thường hay chữ mặc khải cho những ai, hay là mặc như thế nào, mặc khải là như thế nào, làm sao có một năng lượng để cho cái người, chẳng hạn những tông đồ, chúng tôi hiểu là những tông đồ ghi lại những lời đó, thì làm tức là Chúa mặc khải vô những tông đồ đó để tông đồ đó ghi lại như thế nào. Đại khái rằng là nhờ cậy mục sư chia sẻ lại. Thật ra chúng ta có thể nói một cách rõ ràng, Kinh Thánh
được chia ra, chúng ta có thể chứng minh Kinh Thánh bằng cách là ngoại chứng và nội chứng. Có nghĩa rằng ngoại chứng tức là những cái chứng cớ bên ngoài để xác minh Kinh Thánh là lời Chúa, và nội chứng là những chứng cớ ở bên trong cái cuốn sách Kinh Thánh chứng minh Kinh Thánh là lời Chúa. Thì trước hết chúng ta nói về ngoại chứng, rồi sau đó chúng ta nói về nội chứng, tức là nói về các tác giả. Thì Kinh Thánh đã có từ lâu rồi, khoảng 3.400 năm, rất là lâu. Và Kinh Thánh là lời Chúa, cho nên chính xác với lịch sử. Kinh Thánh định rõ tên thành phố, nè, quốc gia, địa phương, miền đồi núi mà vẫn còn cho đến ngày nay. Và chúng ta có thể kiểm chứng những cái tên đó mà Kinh Thánh đã đưa ra, và chính xác như là chúng ta hiện có thời bây giờ. Cho nên chúng ta so với ngoại chứng, những gì Kinh Thánh nói đều là chính xác. Và kế đó chúng ta thấy những nhà khảo cổ học họ tiếp tục đào lên những thành phố, những nơi chốn, những nền văn hóa mặc dù không còn nữa, nhưng mà những thành phố, những văn hóa đó đã được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn nói về vua David, chẳng hạn hoàng gia của vua David, người ta khám phá một cái câu ghi trên tấm bia xác nhận vua David. Rồi vào năm 1946, 1956 khám phá những cuộn Kinh Thánh bằng da. Và những cuộn Kinh Thánh bằng da đó chứng thực những cuốn sách trong Kinh Thánh Cựu Ước là chính xác, không có gì là sai trật hết. Cho nên chúng ta thấy là đó là cái những cái ngoại chứng, và cái đó là phần Cựu Ước. Còn về phần Tân Ước đó thì có những cái tài liệu mà được viết bởi những người gọi là chống đối lại Tin Lành thời đó, chống đối lại đạo Chúa. Họ không phải là những người tin Chúa, họ không phải là những người thân thiện, nhưng mà những cái sách mà họ viết, đây là những lịch sử gia đó, những nhà lịch sử, họ viết, và họ viết họ xác nhận Chúa Giê-xu có thật, và cùng với các môn đồ của Ngài, Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá như thế nào, và các môn đồ của Ngài đã bị bắt hại như thế nào ở trong thế kỷ thứ nhất. Và đây là những người không phải là tin Chúa, nhưng mà họ là những người đã ghi lại chính xác những dự kiện, những sự kiện xảy ra. Và đó là phần ngoại chứng mà chúng ta thấy. Rồi còn có 5686 bản viết tay trong tiếng Hy Lạp để mà đối chiếu các tác giả Kinh Thánh họ viết. Nhưng mà vì cái thời gian đó thì những cái bản viết đó họ được viết ra rồi họ sao lại này kia đó, thì những cái bản viết đó trong tiếng Hy Lạp được viết lại và chứng thực nội dung của Kinh Thánh Tân Ước. Và không có một cuốn sách nào, không có một kinh văn nào, không có một cái văn bản nào mà có nhiều bản viết tay như vậy, trên 5.000 như vậy, để mà có thể đối chiếu và xác chứng. Nhưng mà chỉ có Kinh Thánh Tân Ước được đối chiếu và xác chứng. Dạ vâng. Đó. Kính thưa quý vị, cái đó là phần ngoại chứng, chút nữa chúng ta sẽ nói phần nội chứng. Thì chúng tôi nghe thì có cái điều mà suy nghĩ một cách rất là bình thường đó. Thì chúng tôi thấy là, theo chúng tôi hiểu, thưa Hưng Yên hiểu đó, thưa Mục Sư, là Thiên Chúa mặc khải, có nghĩa là hiển linh, chúng tôi tạm gọi cho chúng ta dễ hiểu đi, hiển linh vào những tông đồ. Bởi vì chúng tôi theo đọc đó, chúng tôi biết rằng là có những cuốn Kinh Thánh viết sau khi Đức Chúa Trời rất là xa, đôi khi mấy chục năm hay là bao nhiêu năm đó nữa, có những cái gọi là những cái bài viết gọi là Kinh Thánh rất là lâu. Như vậy thì có nghĩa là nhớ lại thôi. Nhưng mà bình thường của chúng ta đó, chúng ta một việc nghe xong viết lại tại chỗ đã sai rồi, rồi sau đó người này kể cho người kia, rồi người kia mới viết lại, thì bao nhiêu lớp, bao nhiêu đợt như vậy đó, nó sẽ làm sao chính xác được. Như vậy chúng ta đặt một vấn đề để làm rõ là Kinh Thánh có phải lời Chúa hay không, mà mục sư vừa mới đặt vấn đề đầu tiên đó, thì chỗ này chúng tôi muốn mục sư làm rõ thêm một chút để cho người không phải là tín hữu Tin Lành có thể hiểu được cũng như là tin được ở cái chỗ rằng là chúng tôi được biết là cái ý như Huy vừa nói đó, là cái người viết những tông viết lại không phải ngay cái lúc Thiên Chúa xảy ra sự việc đó để viết lại. Chẳng hạn như Hiên đọc một chút tài liệu đưa thư mục sư là có 4 tông đồ viết về trong Tân Ước đó, thì bộ viết về gọi là tiểu sử của Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà nghe một số tài liệu nói là 4 tông đồ đó lại viết khác nhau.
không cùng nhau. Như vậy thì chứng minh được rằng là viết lại rồi viết qua viết lại như vậy có đúng chính xác không, và cái độ tin cậy của viết lại đó, bây giờ ở đây chúng ta có camera hay là chúng ta có audio chúng ta thâu lại hay là vân vân thì nó chính xác, nhưng mà lúc cái thời đó thì chỉ nhớ và ghi lại, mà qua mỗi trí nhớ của mỗi người, qua mỗi đợt kể lại, chúng ta thấy có những dị bản khác nhau, thì làm sao chúng ta tin được đó là gốc gác của lời Chúa chưa mục sư? Thưa quý khán giả, thưa Nghiêm, đó là cái sự khác biệt lớn lao giữa Kinh Thánh và các sách của Trần gian. Bởi vì Kinh Thánh là được soi dẫn bởi Chúa Thánh Linh, mà đặc tính của Chúa Thánh Linh là đấng khôn ngoan, đấng thông biết hết mọi sự, và đấng không có sự mâu thuẫn sai trái trong bản tính của Ngài. Thì cái lời của các tác giả mà loài người mà Chúa sử dụng đó cũng không thể nào mà sai trái hoặc mâu thuẫn được. Có cái sự hiệp một, hòa hợp của các sách, như hồi nãy mục sư nói là 66 sách, và 66 sách được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Và những tác giả này họ không biết nhau, họ sống ở những cái lục địa khác nhau, và trên 1.500 năm nhưng mà hoàn toàn không có sự mâu thuẫn hoặc sai lạc, và tất cả đều tập trung vào một sứ điệp duy nhất là loài người tội lỗi bại hoại không thể tự cứu mình được, và chỉ có một đấng có thể cứu được loài người ra khỏi tội lỗi bại hoại là Chúa Giêsu Christ. Cho nên chỉ có một sứ điệp mà thôi, và sứ điệp đó hoàn toàn thống nhất, không có sự mâu thuẫn. Sách phần Cựu Ước tiên báo cứu Chúa Giêsu sẽ đến, và phần Tân Ước thì xác nhận là Ngài đã đến. Và lý do mà có sự thống nhất mầu nhiệm này bởi vì Thánh Linh Chúa giám sát mọi sự. Cho nên bốn sách mà Phúc Âm hồi nãy Hương Yên có nêu ra, Matthew, Mark, Luca, Giăng đó, thì các tác giả kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu ở trên đất và chức vụ của Ngài ở trên đất. Đúng vậy, mặc dù họ viết từ những cái khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như chúng ta coi đá bóng, chúng ta vừa biết là có cái trận đá bóng World Cup đó xảy ra đó, thì nếu mà chúng ta coi TV chúng ta thấy là có những cái camera, đúng không? Từ những cái góc này, góc độ này, góc độ kia để mà coi, ồ anh chàng cầu thủ này đá như thế nào, anh chàng cầu thủ đội banh này như thế nào, chụp banh thế nào, đá như thế nào. Thì từ có những cái camera từ mỗi góc, họ cho chúng ta xem từ những cái phương diện khác nhau, nhưng mà cũng là một cái quan cảnh là cái trận đá bóng. Thì cũng vậy, bốn tác giả của sách Phúc Âm, Matthew, Mark, Luca, Giăng, viết về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu, mặc dù họ mô tả những cái góc độ khác nhau, nhưng mà đều là giống nhau. Họ mô tả chỉ một đấng là Chúa Giêsu và cùng một sứ điệp, và bốn sách đó không hề mâu thuẫn với nhau. Đó, dạ, nó có cái sự lạ lùng đó. Kính thưa quý vị, thì đó thì một điều mà chúng tôi nghe mục sư giải thích, nhưng mà đọc tài liệu thì là những câu thắc mắc đó thì Hương Yên chia sẻ lại đặt cho mục sư Đặng Ngọc Kim để mà chúng ta có thêm góc cạnh để hiểu thêm. Nhưng mà có một điểm đó mà Hương Yên muốn hỏi mục sư là như vậy có phải như vậy, thay mục sư nói rằng là Kinh Thánh là Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa bày tỏ. Như vậy mặc khải là sao? Có nghĩa là cái chỗ này Hưng Yên muốn giải thích đó. Chẳng hạn như là chúng tôi muốn rất bình dân là nói, chẳng hạn người hay mê tín đó, là cái là cái người nào đó nhập vào người này, cái là viết ra những cái gì mà cái người nhập vô đó là nói. Ví dụ chẳng hạn như hay lên đồng, mà những người mà mê tín hay thay tin theo cái vụ mà lên đồng là cái hồn, cái linh hồn, chẳng hạn như người A chết rồi nhập vào cái bàn này có sắc đồng rồi đã viết ra những cái gì đó người đó nói, thì cái mặc khải này là sao? Mặc khải này có nghĩa rằng là Đức Chúa hiển linh rồi Đức Chúa sai khiến những tông đồ viết theo Ngài, hay là Đức Chúa Thiên Chúa cho những tông đồ cái trí thông minh, trí nhớ một cách rất hoàn mãn để mà nhớ lại những gì Chúa đã nói, hay là như thế nào? Cái mặc khải này, cái hình thức nó là sao? Sự mặc khải của Chúa hay sự tỏ bày của Chúa cho các tác giả loài người để viết xuống lời của Ngài, nó không giống như là một người bị nhập vào, không giống như một người bị lên đồng. Bởi vì một người mà bị nhập vào hoặc lên đồng đó, họ không có thể kiểm soát họ được,
họ bị mất cái tự chủ của họ, đúng không? Nhưng mà đối với tác giả Kinh Thánh đó, những người này cái trí óc của trí thức của họ vẫn có thể ý thức được, và họ có những cái khả năng, những cái cách viết, những nghệ thuật giáo dục vân vân khác nhau. Và Chúa sử dụng những cái kỹ năng đó của tác giả loài người để viết xuống lời của Ngài. Nhưng mà ở trên hết đó, Chúa giám sát hết mọi sự để những gì mà các tác giả viết đó, mặc dù viết theo lối hành văn của họ, nhưng mà những điều mà tác giả viết là viết theo ý muốn của Chúa. Và đó là cái sự mầu nhiệm là có thể chúng ta không thể hiểu được cái quay, không hiểu được cái quay là Chúa hiện vô bên trong cái đầu óc sao. Bởi vậy mới gọi là linh cảm soi dẫn lại như vậy. Cái điểm đặc biệt mà chúng ta muốn nói đây á, là các tác giả họ không có mất đi sự kiểm soát của họ. Tức là họ biết họ viết cái gì, họ biết là Chúa truyền thông, truyền đạt cái đó cho trí óc của họ viết xuống. Và những điều họ viết đó, họ viết theo cái cách hành văn của họ, theo cái cách giáo dục của họ. Người này học tới mức độ này, người kia học tới mức độ kia. Những cái ngôn ngữ họ dùng có thể khác nhau, nhưng mà cái nội dung mà họ viết đó là ở dưới sự giám sát của Chúa và không thể nào mà sai trật mâu thuẫn được. Nhưng mà Hưng Yên muốn hỏi là bây giờ Hưng Yên tin rằng là có sự gọi là Thiên Chúa mặc khải viết ra theo những gì Thiên Chúa muốn, tạm hiểu cho nó bình dân là như vậy. Thế thì Hưng Yên muốn thắc mắc là cái sự hiển linh đó nó sẽ hiển linh theo cái cách nào đó. Ví dụ chẳng hạn như là Thiên Chúa coi như là biến cái người, những tông đồ đó là những người trí óc siêu phàm, hay là ngài dẫn dắt một cái sự thôi miên giống như người lên đồng, hay là một cái hình thức Hưng Yên không biết cái quay, hay là mình có là Chúa giám sát sao, giám sát cái kiểu gì bây giờ, đầu óc của người viết, nhưng mục sư nói là viết theo kiến thức, viết theo cái chủ quan của cái người, cái khả năng của người đó viết. Như vậy có nghĩa là cái chủ quan của người đó chiếm rất nhiều trong những lời viết ra. Như vậy cái phần của Thiên Chúa ảnh hưởng là sao, cầm tay để cái người đó viết những lời của Thiên Chúa, hay là cái chủ quan của cái gì của người đó có. Thì Hưng Yên không hiểu được cái sự mặc khải đó bằng con đường nào, bằng cái sự sống gì đó để cho một cái người, những tông đồ đó viết được bằng cách thôi miên để cho người đó viết. Nhưng mà mục sư nói rằng không, đó viết theo hoàn toàn chủ động, chủ quan cái kiến thức của người đó. Chẳng hạn tông đồ, một tông đồ là y tá, y sĩ chẳng hạn, thì viết như vậy thì cuối cùng là cái sự hiển linh của Thiên Chúa vào con người đó là hiển linh bằng cách nào? Cứ nói giám sát, nhưng mà Hưng Yên không hiểu cái cách để mà viết ra cái đó. Dạ, đó là cái mầu nhiệm mà Kinh Thánh không có đi vào chi tiết để giải thích cho chúng ta. Nhưng mà điều mà chúng ta nhận biết được đó là tác giả của Kinh Thánh, khi mà họ viết, mặc dù họ viết theo cái kiến thức của họ, chẳng hạn như là tác giả Luca, viết sách Luca chẳng hạn, thì Luca là một vị bác sĩ, cho nên cái mức độ học thức của ông viết cái thành văn của ông, cái ngôn ngữ của ông khác. Trong khi đó tông đồ hay là sứ đồ Phi-rơ là một người là đánh cá, nào Chúa sử dụng Phi-rơ và cái văn của Phi-rơ viết đó không có gọi là uyên thâm học thức như là bác sĩ Luca, hoặc là như là tông đồ Phao-lô có một cái sự học vấn cao siêu. Nhưng mà đó, cái quan trọng đây đó, những lời mà Phi-rơ viết hay là Luca hay là Phao-lô viết đó là không hề mâu thuẫn với nhau, đều bày tỏ, và cái cách mà họ bày tỏ, họ được soi dẫn bởi Thiên Chúa, bởi Đức Thánh Linh. Nào cái phần soi dẫn như thế nào đó Kinh Thánh không có cho chúng ta biết. Nhưng mà điều mà quan trọng ở đây mà chúng ta biết đó là mặc dù họ có những cái mức độ khác nhau, kiến thức khác nhau, cái chủ quan của họ hay là cái ý nghĩ của họ không thể nào mà mâu thuẫn với cái ý nghĩ của Thiên Chúa được. Đó là điều mà quan trọng của chúng ta. Quá hay. Thì một cái cách rất là ngắn nữa, rất nhanh nữa, Hưng Yên không hiểu được là từ khi viết cái Kinh Thánh đó, chẳng hạn như tông đồ Luca hay là Giang chẳng hạn, mục sư nói như vậy, thì một số những cái Kinh Thánh tả về cuộc tiệc ly chẳng hạn, thì Thiên Chúa mới nói rằng là trong số này có một người sẽ phản ta vân vân. Thì từ cái lúc mà Thiên Chúa nói đó cho tới cái lúc mà được ghi ra đó là cách xa nhau lắm. Thì Hưng Yên không nhớ rằng là, Hưng Yên chỉ nhớ rằng là cái người viết đó không phải là viết ngay tại chỗ hay viết ngay sau đó, mà hình như bao nhiêu năm hay là được nghe người này kể lại có những trường hợp như vậy.
thì cái sự mặc khải đó người đó nhớ lại là hay sao, hay là tự nhiên là đầu óc phát sinh ra, hay là ai kể lại? Để chúng ta nói lại rồi chúng ta nói tiếp là Kinh Thánh Chúa Giêsu nó trước khi mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá đó, Ngài có hứa là ban cho Thánh Linh, và Thánh Linh sẽ giúp cho các môn đồ của Ngài nhớ lại những gì mà Ngài truyền dạy cho họ, và nhờ đó mà họ có thể viết xuống những gì mà Chúa Giêsu đã dạy cho họ. Cho nên đó là cái điều mà quan trọng. Chút nữa chúng ta sẽ trở lại nói. Cảm ơn Mục sư Đặng Ngọc Kim, mà chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị trở lại phần 2 trong chuyên mục Tôn giáo và đời sống tuần này với chủ đề là tại sao tin cậy vào Kinh Thánh.